chiếc xe Kia 100, tình trạng của xe là đang bị búa nghẹt phanh trước. Khi bóp phanh thì phanh đã không tự động trả lại. Đồng thời mà khi bóp phanh mà không tự động trả lại như này thì bánh xe sẽ bị búa nghẹt, rất chi là nguy hiểm cho các bạn khi lưu thông xe. Tiện đây mình kiểm tra, chỉnh sửa và thay thế dây phanh mới trên cái dòng xe Kia 100 này. Mình chia sẻ đến cho các bạn để các bạn tham khảo và áp dụng. Dây phanh của xe sử dụng lâu thì sẽ bị hư hỏng dần theo với thời gian, sẽ không tránh chi được. Khi mà dây phanh của xe bị hư hỏng thì sẽ bị búa nghẹt. Khi các bạn bóp phanh sẽ không nhả. Đồng thời bánh trước sẽ không xoay được, rất chi là nguy hiểm. Và để thay thế được dây phanh mới thì các bạn cần tháo mớ ốc của dây phanh ra giúp cho mình này. Các bạn sẽ lấy dây phanh ra ngoài. Đồng thời thì tiện đây các bạn sẽ kiểm tra đến pát phanh, trục xoay. Pát phanh và trục xoay mà bị búa nghẹt, các bạn cần tháo mớ ra để vệ sinh sạch sẽ. Còn tình trạng trục xoay mà không bị búa nghẹt thì các bạn sẽ kiểm tra dây phanh. Dây phanh của xe sử dụng lâu thì sẽ bị búa nghẹt và cần phải thay thế sang dây phanh mới cho xe để đảm bảo an toàn khi các bạn sử dụng phanh trước. Ok, để thay được dây phanh trên cái dòng xe Kia 100, các bạn cần tháo mớ gương của hai bên. Đồng thời các bạn cần tháo mớ toàn bộ ốc ở trên đầu đèn. Và các bạn cần phải tháo mớ mặt nạ của xe, bởi vì bên trong nó sẽ còn một con ốc để giữ đầu đèn. Bây giờ thì mình sẽ thao tác mình tháo mớ đầu đèn và các bạn chú ý xem kỹ video. Dây phanh của xe sử dụng lâu thì sẽ bị hư hỏng dần theo với thời gian, sẽ không tránh chi được. Khi mà hiện tượng các bạn bóp phanh trước mà các bạn thấy nó nhặt, nó không nhẹ, mà các bạn kiểm tra bánh xe nó quay nặng, thì các bạn cần phải đem xe đi kiểm tra dây phanh và đồng thời cần thay thế sang dây phanh mới cho xe để đảm bảo an toàn khi các bạn sử dụng phanh trước. Các bạn sẽ tháo mở toàn bộ ốc ở trên đầu đèn của xe. Đồng thời các bạn cần phải tháo mở mặt nạ của xe ra, bởi vì bên trên nó sẽ còn một con ốc để giữ đầu đèn. Đó là cái chủ đề hướng dẫn sửa chữa xe máy tại nhà. Thì cũng bắt đầu từ những các cái video đơn giản cho đến những các cái video chuyên sâu về lĩnh vực sửa chữa xe máy. Các bạn nào đang quan tâm về cái chủ đề sửa chữa xe máy thì các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy chuyên học của mình đăng video mới lên kênh. Sau đó các bạn sẽ tháo mở đầu đèn của xe ra này. Các bạn sẽ nhổ cái rắc kết nối của bóng đèn. Ok, khi các bạn đã tháo mở được đầu đèn trên xe của bạn ra rồi thì trước khi tháo dây phanh cũ, các bạn cần chú ý cái hướng của dây phanh để khi các bạn lắp dây phanh mới vào thì các bạn sẽ phải cần luồn đúng hướng nhé. Ok, các bạn sẽ tháo mở dây phanh cũ trên xe ra này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một dây phanh trước của xe. Các bạn đang sử dụng dòng xe nào thì các bạn cần phải mua dây phanh của dòng xe đó về để các bạn tự thay thế dây phanh mới cho xe của bạn tại nhà. Các bạn sẽ luồn dây phanh mới đúng hướng với cái dây phanh cũ mà các bạn vừa tháo mở trên xe của các bạn ra. Đến bước thì các bạn sẽ kết nối dây phanh mới vào với tay phanh. Các bạn chú ý và xem kỹ video mình làm để khi các bạn áp dụng nó được dễ dàng hơn nhé. Khi các bạn đã luồn xong dây phanh mới cho xe thì đến bước các bạn sẽ kết nối dây phanh mới vào với pad phanh.
Khi các bạn đã kết nối xong dây phanh mới của xe rồi, các bạn cần kiểm tra xem là bánh xe có bị búa nghẹt không. Đồng thời các bạn sẽ kiểm tra đến độ nông và độ sâu của phanh. Và các bạn sẽ điều chỉnh con ốc vào hoặc ra tùy theo các bạn bóp độ nông độ sâu của phanh các bạn nhé. Khi các bạn thao tác là các bạn thay thế dây phanh mới trên xe xong rồi thì đến bước các bạn sẽ lắp ráp đầu đèn của xe các bạn vào. Kênh xe máy chốt nộp của mình thì cũng có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook rồi là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Bạn nào cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy tại nhà thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình nhé. Mình giúp được gì cho các bạn thì mình sẽ giúp với bằng những các kinh nghiệm thực tế trong cái lĩnh vực sửa chữa xe máy mà mình đã và đang học hỏi được. Và mình hy vọng là có giúp cho các bạn tiết kiệm được phần nào đấy về chi phí. Và như thường lệ thì kênh xe máy chốt nộp của mình sẽ công chiếu video vào 20 giờ tất cả các ngày trong tuần, chủ đề về lĩnh vực sửa chữa xe máy tại nhà. Các bạn ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để kênh của mình ngày thêm phát triển, và hy vọng có thể truyền tải tới anh em và các bạn về những các cái video chuyên đề về lĩnh vực sửa chữa xe máy nhằm kết nối yêu thương đến toàn thể các anh chị em trên khắp tất cả mọi miền trên tổ quốc. Các bạn lưu ý nha, với những các con ốc đầu đèn và mặt nạ của xe, các bạn cần chú ý lắp đầy đủ giúp mình. Ok, như vậy là video ngắn vừa rồi mình đã chia sẻ đến cho các bạn cách thay thế dây phanh mới trên cái dòng xe WA100 của hôm nay mình làm video để cho các bạn tiện tham khảo và áp dụng. Các bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Xin họp xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống nha.